Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tóc Bí Ẩn, chuyên cập nhật những thông tin nóng sốt nhất hiện nay. Dư luận những ngày qua thì đã vô cùng xôn xao với cô nàng Nguyễn Hồng Nhung ca nhiễm Covid-19 thứ 7 tại Việt Nam sau khi đi du lịch và ăn chơi tại Ý, Anh, Pháp. Sau khi có tin tức nổ ra thì đã khiến cho khu vực Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội bị cách ly, thì cộng đồng mạng đã ngay lập tức tra ra được gia thế cực khủng của cô nàng giàu có này. Tìm hiểu rồi thì mới ngã ngửa ra vì cô nàng Nguyễn Hồng Nhung này lại chơi chung với nhiều ricket khác, thậm chí là cùng nhiễm Covid luôn mới ghê chứ. Vậy gia thế thực sự của họ là như thế nào? Và ngoài họ ra thì hội ricket Việt Nam còn những ai thực sự giàu khủng khiếp nữa? Cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Nhung 17, Tiên Nguyễn và những ricket tiêu tiền như nước ở Việt Nam. Một, Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung là ca thứ 17 được xác định là dương tính với Covid-19 tại Việt Nam, cũng là ca phát hiện đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau khi có tin tức được nổ ra thì cộng đồng mạng đã ngay lập tức điều tra ra được Hồng Nhung là con gái của một doanh nhân ngành thép khá nổi tiếng. Cô nàng có một người chị tên là Nga Nguyễn, hiện đang sống tại châu Âu, cũng là một fashionista nổi tiếng thế giới. Chuyến đi vừa qua thì Nhung cũng đến để gặp lại người thân của mình. Cũng chính vì lý do ông bố là doanh nhân, cho nên cuộc sống của Hồng Nhung khá xa xỉ với những chuyến du lịch và dễ dàng gặp gỡ những người nổi tiếng trên thế giới. Trên một thông tin cá nhân Facebook, Hồng Nhung cũng cho biết cô từng là du học sinh tại một trường đại học khá nổi tiếng ở Anh. Trên trang cá nhân Facebook và Instagram của mình, Hồng Nhung thường xuyên khoe những bức ảnh check-in từ những địa điểm du lịch nổi tiếng và những bữa tiệc xa hoa khiến cho người ta phải ghen tị. Trong chuyến đi London vừa rồi, Hồng Nhung cũng đã hội ngộ với một ricket nổi tiếng nhất tại Việt Nam, chính là cô nàng Tiên Nguyễn, con gái ruột của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. 2. Nguyễn Thảo Tiên. Tiên Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của cặp doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, em chồng của Tăng Thanh Hà. Là con gái của phú hàng hiệu, Tiên Nguyễn sở hữu cuộc sống đáng mơ ước khi đi du lịch ở nhiều nơi sang chảnh, xuất hiện trong các sự kiện đình đám. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1997 này còn là gương mặt gây chú ý trong giới thời trang bởi vì sở hữu phong cách ăn mặc ấn tượng. Chính hình này thường xuất hiện trên các mặt báo nước ngoài với danh xưng là đệ nhất ricket Việt. Cô cũng là khách mời thường xuyên tại các tuần lễ thời trang danh giá trên thế giới. Cô nàng thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh khi cô du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Những khách sạn cô lưu trú đều có giá vô cùng đắt đỏ. Mỗi lần du lịch thì cô nàng cũng mang theo cả núi đồ hiệu để thỏa sức sống ảo. Mới đây sau khi tham dự một show thời trang ở London và hội ngộ cùng người bạn của mình là Nguyễn Hồng Nhung, Tiên Nguyễn cũng đã dính phải virus Covid-19 và buộc phải cách ly. Sau đó, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đã cho chuyên cơ sang đón con gái ruột về Việt Nam để chữa trị. 3. Nguyễn Đặng Tử Giang. Tử Giang là một nhân vật đình đám trong Vợ Con Nhà Giàu, sinh năm 1993, hiện tại đang sống và làm việc tại Mỹ. Người đẹp từng đi du học tại Singapore từ năm 15 tuổi và sau khi tốt nghiệp trường đại học Kremlin thì cô bạn đã chuyển đến Mỹ định cư cùng với gia đình. Tử Giang được biết đến là một tiểu thư của đại gia buôn xe hơi và siêu xe ở Mỹ. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi vào Facebook chỉ thấy ảnh cô nàng chụp với siêu xe. Theo chia sẻ thì Tử Giang đã có cơ hội trải nghiệm hơn 50 dòng siêu xe, từ Huracan, Bentley, Rolls-Royce, Maserati. Còn bộ sưu tập túi hiệu của Tiểu Giang thì sở hữu hầu hết các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà cô gái nào cũng phải mơ ước, đó là như Dior, Hermès, Gucci, Chanel, Fendi, Louis Vuitton. Dù sinh ra trong một gia đình có nhiều điều kiện, thế nhưng bản thân Tiểu Giang vẫn muốn có sự nghiệp riêng. Cô bạn chia sẻ mức thu nhập của mình là 10.000 đô la Mỹ trên một tháng. Bên cạnh cuộc sống sang chảnh thì Tiểu Giang cũng rất là thu hút sự chú ý với câu chuyện lột xác thành công từ 96kg thành cô nàng xinh xắn như bây giờ. 4. Charlie Nguyễn. Charlie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997. Charlie Nguyễn từng giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc năm 2015. Mỹ nhân này cũng chính là một gương mặt nằm trong danh sách Vợ Con Nhà Giàu. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà cô nàng còn có gu thời trang đẳng cấp.
cùng khối đồ hiệu với giá khủng mà ai cũng mơ ước. Mỗi khi xuất hiện trên phố hay trong những sự kiện, cô nàng này luôn khiến nhiều người phải trầm trồ vì đắt cả set đồ, còn mát thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới. Tuy không quá công khai về gia thế, nhưng trong một bài báo, Trang Nguyễn từng chia sẻ rằng dù sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng cô bạn rất tự lập. Jolie chỉ xin tiền bố mẹ trong học tập, còn các chi tiêu khác thì đều tự bản thân vận động. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng khối tài sản mà cô này sở hữu không phải là dạng vừa đâu nha. Từ khi kiếm ra tiền thì Jolie ý thức được sự yêu thích của mình với những món đồ hiệu. Những món đồ đắt nhất mà Jolie bỏ tiền ra mua thì có giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Cô nàng không quan trọng là giá tiền như thế nào, mà món đồ đó có phù hợp và có thể làm tôn lên giá trị của bản thân hay không. Năm, Nguyễn Cẩm Tú. Nguyễn Cẩm Tú sinh năm 1992, không còn quá xa lạ trong dàn trích kết Việt. Cô gây chú ý khi đăng tải một clip đi mua sắm của mình tại Las Vegas, Mỹ cùng với mẹ trên trang cá nhân vào cuối năm 2019. Chọn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem, cho thấy Cẩm Tú đã tiêu hết 100.000 đô la Mỹ, khoảng 2,3 tỷ đồng cho hàng loạt món đồ hiệu như là Chanel, Gucci, Hermes chỉ trong một ngày đi mua sắm. Cẩm Tú tốt nghiệp ngành đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó sang Mỹ du học thạc sĩ tại Academy of Arts University San Francisco. Từ đầu năm 2019 thì 9X này đã nhận bằng thạc sĩ và bắt đầu đảm nhận vị trí producer tại một công ty truyền thông, truyền hình tại Mỹ. Theo dõi trang cá nhân và kênh video của Cẩm Tú, không khó để phát hiện ra cô nàng này sở hữu xe sang, loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu xa xỉ hay là Vivo tại những điểm nghỉ dưỡng sang chảnh trên thế giới. Sau đám cưới hoành tráng vào cuối tháng 12 năm 2019 cùng chồng, đầu năm 2020 hai vợ chồng liền đi du lịch sang Hàn Quốc đón năm mới cực sang chảnh, quả là cuộc sống nhà giàu. 6. Hoàng Tuyết Trinh. Hoàng Tuyết Trinh là con gái của một gia đình kinh doanh nổi tiếng tại Hà Nội. Cô từng là du học sinh tại Mỹ. Gương mặt đình đám này đã một lần xuất hiện trên các trang báo Mỹ nhờ loạt ảnh cưới đẹp như mơ của mình. Cô cho biết cô cùng bạn trai thực hiện ảnh cưới tại nơi từng tổ chức đám cưới thế kỷ của Jenny Tenfosuan, nữ minh tinh thị phi gốc Thái Lan. Chồng cô là Long Trừng, một doanh nhân đang sinh sống tại Mỹ. Là cặp con nhà giàu gia thế khủng nên ngay khi lên xong kế hoạch chụp ảnh cưới, cặp đôi này đã quay trở về Việt Nam, đưa toàn bộ ekip trang phục, stylist, makeup, quay phim, chụp ảnh gần 20 người sang Bangkok, Thái Lan trong 3 ngày để thực hiện bộ ảnh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nên không có hiểu vì sao việc buôn bán lại nắm vào máu của cô nàng gốc Hà Nội này. Ngay từ nhỏ thì Tuyết Trinh đã mong muốn sở hữu cho mình một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ uống và các món tráng miệng. Khởi nghiệp từ một quán trà sữa tại Los Angeles, Mỹ, sau 5 năm thì Tuyết Trinh đã có một sự nghiệp đáng để người khác phải mơ ước, khoảng 7.000 đô la Mỹ mỗi tháng, tức là gần 160 triệu đồng. 7. Joyce Phạm. Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, được biết đến như là con gái đầu của đại gia Minh Nhựa, phó tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành và vợ cũ của mình là Phương Thúy. Minh Nhựa nổi tiếng là đại gia giàu có bậc nhất Việt Nam và là người sở hữu nhiều siêu xe nhất trên thế giới. Ở tuổi 20 thì cô bạn này đã sở hữu nhan sắc khá ấn tượng nhờ hưởng trend của bố. Cuộc sống sang chảnh, đồ hiệu đắt tiền, nổi tiếng không kém gì ông bố đại gia của mình. Nhất cử nhất động của Trinket Minh Anh dạo gần đây đều được dân tình hết sức quan tâm. Đúng với đẳng cấp Trinket thì Joy Phạm chỉ mới 20 tuổi đã tự sắm túi Chanel hơn 100 triệu, có công việc kinh doanh ổn định và vừa mở cửa hàng thời trang đầu tiên ở Sài Gòn. Xế khủng, giày khủng, túi xách khủng chỉ là một phần. Cô con gái nhà Minh Nhựa còn sở hữu nhan sắc khá ấn tượng, không hề thua kém bất kỳ hot trend nào. Không chỉ có một cuộc sống sung túc đầy đủ trách toàn hàng hiệu, mà Joy Phạm còn nhận được một sự yêu thương vua bà bến từ người chồng điển trai và cũng giàu có không kém, có tên là Tâm Nguyễn. 8. Hoàng Kiều Yến. Hoàng Kiều Yến sinh năm 2000, không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp, Kiều Yến còn có vóc dáng nhuột nhà, sở hữu chiều cao 1m68, số đo bao vòng là 82-60-90. Người đẹp gây chú ý sau bức hình đội nón lá, khoe dáng chút xế hộp bạc tỷ xuất hiện trên Instagram.
Cô còn khiến không ít người phải suýt xoa vì sở hữu rất nhiều món đồ hiệu đắt tiền. Chính vì thế mà cái tên Hoàng Yến nhanh chóng trở thành hot hàng hot trong danh sách hồi con nhà giàu. Được biết, bố mẹ cô nàng là chủ một chuỗi khách sạn, nhà hàng cùng khu nghỉ dưỡng tại Quảng Bình. Nên cô bạn thường xuyên vi vu cùng với gia đình đi khắp thế giới. Từ năm 14 tuổi thì cô nàng thường được bố mẹ cho đi du lịch nhiều nơi trên thế giới tại các khu nghỉ dưỡng khách sạn hàng sang. Các khu resort đẹp trong nước thì cứ cuối tuần là gia đình lại đi. Khi vừa tròn 18 tuổi thì món quà mà bố mẹ tặng cho cô là một chiếc xe hơi sang trọng. Kiều Yến vừa theo đuổi đam mê ăn nhạc của mình, vừa học thêm các lớp quản trị kinh doanh tại Australia. Hội con nhà giàu Việt Nam thì càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều thành viên nổi bật, thậm chí là còn có phần nổi bật hơn cả các thành viên cộng cán. Mà nói gì thì nói, không ai có thể gây ấn tượng và gây bão trong lòng cộng đồng mạng xã hội bằng cô nàng Nguyễn Hồng Nhung. Trốn cách ly và thai gian một lần liền bị cả nước ghét, quả là một pha xử lý đi vào lòng. À mà thôi, đừng quên comment, like, subscribe và nhấn nghe chuông bên dưới cho Tóp Bình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.